Dự án trùng tu tháp đồng hồ Big Ben, biểu tượng của nước Anh 177 năm tuổi, đã đi đến giai đoạn hoàn thiện. Đáng chú ý là người dân Anh sẽ được chiêm ngưỡng diện mạo mới của tháp đồng hồ nổi tiếng này với hai cây kim được phục chế màu xanh phổ. Tháp đồng hồ Big Ben hay còn gọi là tháp Elizabeth được tiến hành trùng tu vào năm 2017. Công việc trùng tu tháp Elizabeth được các chuyên gia thực hiện cả không gian bên trong và bên ngoài, cũng như hệ thống mái của tháp, cây thánh giá, bốn mặt của đồng hồ. Trong quá trình tu bổ, các chuyên gia phát hiện các cây kim của đồng hồ có màu xanh phổ chứ không phải là màu đen. Chi phí cho việc tu bổ này lên tới 80 triệu bảng Anh, tức là khoảng 111 triệu đô la Mỹ, và dự kiến quá trình trùng tu sẽ hoàn tất vào năm 2022, chậm hơn một năm so với dự kiến ban đầu. Đây là dự án tu sửa lớn nhất được thực hiện tại tháp đồng hồ Big Ben. Công trình đã được đổi tên thành tháp Elizabeth từ tháng 6 năm 2012. Được người dân xứ sở sương mù xem là biểu tượng của sự ổn định, an ninh và dân chủ, tháp đồng hồ Big Ben được hoàn tất xây dựng năm 1859 theo trường phái Tân Gothic. Tòa tháp cao 96,3 m này có 4 mặt đồng hồ lớn nhất nhì thế giới, mỗi mặt có đường kính 7 m và nằm ở độ cao 55 m so với mặt đất. Kim phút của đồng hồ dài 4,2 m được chế tạo bằng đồng, còn kim giờ dài 2,74 m được làm bằng hợp kim chuyên dùng để đúc súng. Quả chuông đồng hồ Big Ben nặng 13,7 tấn. Người dân Anh đang mong mỏi tiếng chuông đánh từ tháp đồng hồ Big Ben và sẵn sàng chờ tới buổi ra mắt công trình này với diện mạo mới vào năm sau. Tháp đồng hồ Big Ben nằm trong quần thể cung điện Westminster bên bờ sông Thames, nơi đặt trụ sở của Quốc hội Anh. Công trình này được xếp hạng di sản thế giới và trở thành điểm đến thu hút rất đông khách du lịch.